Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Chu Smart. Mình là Vũ Công Huy, kỹ thuật viên của hệ thống Chu Smart ở Hà Nội. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay các phím home trên dòng iPhone 6 Plus. Các bạn chú ý nhé và làm theo cái hướng dẫn của video dưới đây của bên mình. Thông thường ở dòng iPhone 6 hoặc là iPhone 6 Plus, ở đây thì dòng bị lỗi phím home nó có hai vấn đề các bạn nhé. Thứ nhất là các phím home ấy thường trên một máy là nó sẽ đi liền trên một cái email, tức là chỉ một phím home với cả một cái email máy thôi. Ví dụ bạn có thể lắp các phím home vào khác được nhưng không sử dụng vân tay các bạn nhé. Còn ở đây mình hướng dẫn các bạn là thay các phím home, đó là ở cái trường hợp là các phím home không thể dùng được nữa, tức là không có khả năng khắc phục lại ở trên cái chính của nó nữa, nên là chúng ta bắt buộc phải thay. Còn mà cái lỗi mà các bạn vẫn có thể hay gặp đó là vân tay các bạn vẫn nhận, nhưng khi bấm vật lý, ví dụ các bạn có thể hiểu được là khi bấm như thế này này, đó thì là vẫn nhận bình thường mà không nhận bình thường mà vân tay vẫn nhận, thì cái đấy có khả năng khắc phục được các bạn nhé. Trong trường hợp mà vân tay của dòng iPhone 6 hoặc là 6 Plus là nó có hai khả năng các bạn nhé. Một là vân tay dùng được nhưng mà vật lý lại không dùng được, tức là bạn bấm nhận vân tay này nhưng mà khi ấn để mà chuyển đổi về màn hình chính ấy không bấm được, thì cái đấy có khả năng khắc phục được trên chính cái phím home theo máy của nó. Còn một khi mà các bạn ấn nhận vật lý mà không nhận vân tay thì cái lỗi đấy cũng sửa được, như không nhận một cái gì cả, thì có khả năng các bạn phải mở ra xem là ở bên trong có bị đứt hay không. Nếu mà đứt thì chúng ta có thể thay phím home khác, như ở đây tôi có cầm trên tay là các phím home như thế này. Đây các bạn nhìn nó, đây là các phím home nhé. Đó, thì ở trường hợp này máy của tôi ấy là tôi sẽ thay thử các bạn ạ, vì bây giờ cái máy của tôi bây giờ đang bấm nó không nhận cái gì cả. Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình mở máy ra xem và nó có đúng phải là do lỗi của các phím home hay là lỗi về vật lý nhé. Các bạn có thể xem này, tôi cho các bạn qua xem nhé. Tôi bấm này, không nhận vân tay luôn này, các bạn thấy không? Đấy, tôi chỉ vuốt được này, không bấm nhận được nhé. Bây giờ tôi sẽ mở máy ra để xem là cái phím home của tôi lại bị làm sao. Để tôi sẽ tắt nguồn này. Các bạn nhớ là tháo trần pin và chân pin đây các bạn nhé. Ở trường hợp mà các bạn thay cáp home ấy hoặc là loại khác, đó là cái cáp vân tay này này, thì nó có rất nhiều cách để các bạn làm. Ví dụ các bạn có thể quen tay rồi, các bạn có thể lộn luôn xuống như thế này cũng được. Các bạn thấy, các bạn nhìn thao tác của tôi nhé. Đó, thì trường hợp này nó rất đơn giản thôi. Các bạn có thể là vẫn giữ đây nếu mà bạn nào đã làm nhiều. Còn ví dụ như tôi đang hướng dẫn các bạn tìm ẩn từ các bạn là chưa xem video của bên tôi ấy, thì tôi hướng dẫn các bạn là theo từng bước. Thì là các bạn vẫn phải tháo tất cả các chi tiết ở trên ra. Các bạn dùng ngón tay hoặc là dùng lẫy nhựa nếu mà các bạn có dụng cụ ở nhà. Đó, thì khi các bạn ở đây này, các bạn thấy không? Đấy, thì bây giờ nhá, tôi sẽ các phím home là nó nằm ở đây các bạn này. Đó, ở đây thì nó chỉ có hai con ốc bắt chéo các bạn thấy không, còn con ốc thứ ba này là con ốc để chắn toàn bộ giữ màn này thôi, đó là cái cáp vân tay lên ở trên này. Bây giờ tôi sẽ mở hai cái ốc đấy ra để tháo cái cáp phím home của tôi ra nhé. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đây là tôi giơ cao lên để cho các bạn nhìn rõ tổng thể. Đây, các bạn có thể thấy rõ được luôn là hiện tại là phím home này đã được gắn với cả một cái đầu connect của các vân tay đi lên trên bên. Đây các bạn thấy không? Đây, tôi nhìn các bạn cho các bạn xem rất rõ. Đây là trường hợp này, tôi cũng giải thích luôn các bạn, nhiều bạn đã thắc mắc là tại sao là cái màn có dấu đây, cái màn của khách này có thể là đã khả năng được thay thế rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái cáp này ra này. Các bạn nhìn tôi mở nhé. Đó. Ở dưới. Có sao? Không nhìn gì à? Đây được chưa? Đây các bạn này nhé, ở đây này các bạn có rất nhiều hướng để mở nhé. Như tôi thì tôi quen dùng móng tay thì mới đưa khe được vào, chứ còn bạn lấy nhựa thì các bạn này khó không đưa vào được bạn nhé. Cũng vào được nhưng mà khó, nhưng các bạn dùng tay thì các bạn cảm nhận, các bạn đưa nhẹ thôi. Đó, giống như các video được trước tôi, video khác mà tôi đã hướng dẫn các bạn ấy, ở dưới tất cả các phím home bao giờ có một lớp băng dính rất là mỏng thôi, nó rất là dễ mở. Nên là một là nếu mà chặt quá các bạn không tin tay, các bạn có thể xịt 530 như tôi đã hướng dẫn ở các video đợt trước, hoặc không các bạn có thể cảm nhận được bằng tay, các bạn thì đưa lên cũng được. Đây các bạn giật nhẹ lên là được. Đấy, các bạn có thấy một lớp băng dính rất là mỏng không?
Đấy, và ở dưới các phím home này nó cũng có một lớp băng dính nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái các phím home này. Đây, các phím home này là nó bị lỗi rồi. Thì tôi sẽ bỏ nó ra ngoài các bạn nhé. Ở trên tay tôi đây là một cái các phím home mới. Đây là một các phím home mới các bạn nhé. Tôi sẽ bỏ ra để cho các bạn nhìn theo rõ hơn này. Các bạn lưu ý nhé, khi thay các phím home cho khách hoặc là cho bản thân máy mình, các bạn lưu ý là ở cái phân biệt các phím home này là màu vàng nên ta phải chọn cái vành này nó màu vàng các bạn nhé. Cũng có thể nhiều người không biết thì người ta sẽ đưa cho các bạn là màu trắng, các bạn phải bảo luôn là các phím home màu vàng đó. Một số bạn là hay lắp luôn cả màu trắng và lẫn màu vàng, tất nhiên là nó cũng không bị khó phát hiện đâu, nhưng mà nó sẽ nhìn rất là buồn cười nếu như là tinh ý đó. Thì đây tôi cho các bạn xem, bây giờ tôi sẽ lắp cái các phím home mới này vào trong cái màn hình nhé, xong rồi tôi thử xem là có bấm được không, vì chắc chắn là vân tay của cái máy này có khả năng là đã bị hỏng rồi, máy của khách đã hỏng rồi thì tôi sẽ xử lý luôn, là thay thế chắc chắn là phải thay thế luôn, không khắc phục được vân tay. Các bạn cứ căn các phím home này vào hai cái điểm các bạn nhé, điểm nhựa đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, hai điểm nhựa khi vào rồi thì các bạn gập nó lại nhẹ nhàng thôi. Đó, đừng để cho nó gập quá vào các bạn nhé, thì coi như lại các phím home này của mình lại sẽ bị thành bị hỏng, nó thành vết gập góc ấy thì sẽ hỏng, gập mềm nó sẽ không hỏng. Đấy, các bạn bấm căng cái tay các bạn thấy không, nó sẽ có hai cái điểm nhựa này, các bạn giữ đúng thì nó sẽ giữ chặt vào luôn. Đấy, còn cái này thì khi mà các phím home nào đã thay rồi thì nó bao giờ nó bị hiện tượng phập phồng này thì không vấn đề gì cả, ta lấy cái giữ của chắn vào là được. Tôi giơ lên để cho các bạn nhìn cho rõ rồi, còn các bạn làm ở nhà các bạn có thể đặt xuống dưới bàn các bạn nhé, để tạo cho mình một cái điểm ấy, nó bắt nó được chặt và nó thoải mái tay hơn. Cái các phím home này ấy, thì thường là cái lỗi khá là thông dụng của dòng iPhone từ 6s Plus trở xuống các bạn ạ. Cũng có thể là dòng đời cao cũng bị như 7 Plus, nhưng mà thường dòng đấy mà đã bị là coi như không bấm được cái gì cả. Nhưng mà dòng từ dòng 6s Plus xuống là khi ta bấm nó còn vẫn có hiện tượng cảm động với tay ấy, thì là sẽ vẫn biết được là nó bị lỗi như thế nào. Chứ còn dòng 7 thì nó đơ cứng luôn, nó không nhận được đâu. Bây giờ mình sẽ lắp vào mình thử thôi. Và cũng giống như các video trước tôi cũng đã nói với các bạn ấy, khi làm thay thế bất cứ sản phẩm nào thì chúng ta lên thử trước các bạn nhé, rồi hãy lắp những ốc với cả những cái lắp chắn của màn vào. Thì bây giờ ta đợi một chút, đợi máy lên để xem là kiểm tra cái các môn của tôi có hoạt động mới không nhé. Tôi chỉ cần nó cần hoạt động thì môn vật lý thôi, tức là bấm chuyển đổi được vào được, còn về vân tay thì chắc chắn không được vì đã bị thay thế rồi mà. Đấy, các bạn thấy không, là máy đã báo là luôn là Touch ID không thực hiện được, không nhận được. Bây giờ tôi sẽ bấm thử xem nhé. Đấy, được chuyển đổi thành công các bạn nhìn. Đấy, đấy, các bạn thấy không, ví dụ tôi vào bất cứ cái gì chẳng hạn, tôi thoát này, tôi bấm hai lần này. Đấy, chứng tỏ là các phím home này tôi thay là đã hoàn toàn là ok. Vậy là tôi có thể là thay cho khách cái các phím home này và khách có thể dùng. Tôi sẽ giả lại cho khách cái các phím home cũ, không biết là lỗi gì mà bây giờ là vân tay không nhận, mà phân lý không nhận đó, mà hiện nhìn qua thì có vẻ là máy không bị có nước gì cả. Tôi bắt phun lại đường cho khách thôi. Như vậy là trong ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn xong thay các phím home trên dòng iPhone 6 Plus. Chúc các bạn thành công. Nếu có vấn đề gì thắc mắc các bạn hãy comment bên phía dưới. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.